Cả nhà tập trung vào việc gấp nè. Dạ. Vừa rồi cha tình cờ nghe được là khách sạn tối nay người ta tổ chức búa lân. Là để mừng thọ. Nhưng mà đoàn lân lại không tới. Dạ. Nên cha quyết định là giúp họ. Trời. Ủa, cha nói gì là không lẽ là mình giúp lại gia đình, mình về lấy đồ nghề lên đây để giúp người ta hả? Không được cha. Trời, tốt thì xe dữ lắm á. Không được. Mình đang đi du lịch mà cha. Sao mà phải rồi cha, đâu có làm nè, được. Nghe nè. Đồ múa lân á thì khách sạn họ lo toàn bộ. Gia đình mình chỉ múa mà thôi. Dạ múa thôi chứ không có tốn tiền gì đúng không? Ừ. Nói chuyện tiền hoài. Ta nhờ múa thì múa đi. Rồi mình múa bài Song Hỷ hả cha? Gì? Song Hỷ sao được? Múa đôi thôi. Hả? Múa đôi. Sao mà đủ người múa đôi hả cha? Dạ, đúng rồi cha. Ý của cha là kêu đi về, kêu người lên nữa đó. Trời, tốn tiền mày nữa đó. Đâu được cha, tốn tiền dữ lắm. Tốn kém, thuê tốn tiền dữ thôi, lắm nghe cha. Nói nữa nè. Cha, bây giờ cha tính toán làm sao á mà được có tốn tiền. Tốn tiền là nó dễ dựng lên đó. Dạ. Nhưng mà mình đâu có đủ người, bốn người sao đủ được. Đúng rồi. Nghe đây, gia đình mình có 7 người. Hả? Là chú tính con với lại Trang luôn á hả? Ừ, trời ơi. Ôi, không được đâu chú ơi. Trời ơi, con có biết làm cái gì đâu. Trời ơi, không lẽ con múa lân? Không được, đâu. Xoay vòng coi búa thử coi được không? Thùng. Thôi được rồi, coi xuống, coi xuống. Coi xuống. Ê, không, dáng này múa lân không được đâu. Dáng này chỉ hợp với ông Địa thôi. Còn nói rất đúng ý, hợp lý. Anh bà nói đúng nè. Ông Địa là con phải độn bụng. Con sẽ làm ông Địa. Còn bé Trang thì đánh trống. Thôi, con không biết làm gì đâu, bác ơi. Đừng có kêu con làm. Ủa, chứ chẳng phải con là chơi guitar điện à? Ừ, con được chỉ đó. Chơi guitar điện thôi chứ con đâu có đánh trống bao giờ đâu. Nhưng bác chắc chắn từ cây guitar điện con sẽ cảm âm được. Đúng, cảm nhạc được. Thử. Được rồi. Nè, cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Nè, coi nè. Không có gì khó hết. Lấy bàn chải đánh răng chi? Không phải đánh răng đâu, yên tâm đi. Cứ để người ta làm, hỏi hoài á. Người ta làm, đâu mất tiêu rồi nè. À đây nè. Ê. Trời. Thử rồi. Ê, tôi tin là bà làm được á, làm đi. Thử đi. Trang. Sao mà được. Cố lên, thử làm thử đi. Phải chơi hết mình chứ. Mà cứ làm đi. Cố lên. Nhưng mà nhịp sao? Tin. Được đó. Đúng rồi đó Trang. Được. Được à. Ổn mà. Quá được. Hay nha. Tự tin lên, cả nhà tin em mà. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, quyết định làm. Rồi, dạ, sư, dạ. Phân công đi. À, cha, với anh hai. Con, với thằng Long. Dạ. Hà, là ông Địa. À. Yeah. Đánh trống. Oh. Xuân, chập chuyện. Còn Út, cổ vũ nha. Thống nhất nha. Để tay nè. 1, 2, 3. Yeah. Cố lên. Này muốn hay không anh? Ừ. Hay mà đẹp nữa. Cậu tìm cái đoàn lân này ở đâu ra vậy? Gia đình người ta rất là ưng ý. Cậu làm tốt lắm. Dạ, em cảm ơn anh. Cứ tiếp tục phát huy như vậy nha. Dạ. Thank you.
ai múa xong á gọi tôi ra cặp đoạn nghe không? Dạ, có gì xong em gọi anh. Dạ chú, đoàn mình đi đâu gấp vậy? Giờ chúng tôi phải về nhà. Vì ở nhà chúng tôi có việc gấp. Dạ, thiệt là tiếc quá. Con chưa kịp cảm ơn chú và đoàn của chú đã giúp tụi con buổi biểu diễn ngày hôm nay. Thôi có gì đâu. Mấy chú có việc thì tụi tôi giúp thôi mà. Dạ. Nè, cậu đã... Dạ chú đợi con chút. Để con chạy lên Thu Ngân, con lấy phiếu thanh toán của chú. Chú đợi con chút nha. Rồi. Em đi anh. Khoan đã. Thôi, bây giờ con tính vậy nè. Thì là để bên resort tỏ lòng biết ơn với lại đoàn mình, thì là coi như là con sẽ free những ngày và những dịch vụ ăn uống tiền phòng cho đoàn mình, có được không ạ? Yeah. Cảm ơn biết bao nhiêu. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn chú. Đã. Cảm ơn nghe. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khi nào rảnh nhà tôi ghé nữa. Dạ. Dạ thôi, chú đợi con xíu để con kêu xe vô rước đoàn mình ra bãi. Yeah, alo, em cho xe vô rước khách ra giùm anh. Dạ, em cho xe vô liền. Rồi, ok. Dạ. Vô liền giùm anh. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Ở đây phục vụ tốt quá Phục vụ tốt cho nên người ta sẽ nhớ hoài luôn đó. Đúng rồi. Một hồi có xe đưa mình ra miễn phí nữa. Dạ, xe tới rồi kìa. Xe kìa. Ôi, xe tới kìa. Dạ, mọi người đi cẩn thận nha. Cẩn thận. Đây. Rồi. Xe thôi. Dạ mời chị. Bé Phụng vô đây nè. Đã. Chào nha. Thôi, gia đình tôi xin phép mấy cậu về nghe. Dạ, cảm ơn chú. Ở lại vui vẻ ha. Dạ. Phát tài nghe. Dạ. Bye bye. 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 Bye bye.